Một combo duy nhất đánh hủy diệt cả một clan Tha Hơn 10 sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go các sếp. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây, và ngày hôm nay mình giới thiệu cho các sếp một trận đánh của VN Hunter gặp một đối thủ đến từ Philippines và chỉ chuyên một combo Tha Hơn 10 thôi, đó chính là Golem Witch nhưng đánh với cả là Bad Spell. Và cái mobile combo này bạn ấy đánh 10 arc luôn, đúng duy nhất một cái combo luôn các sếp ạ. Và đây các sếp này, cứ Golem là đi trước này, ủi và xe phóng gỗ tất cả vào cái hướng ở góc 9 giờ. Đối với các combo này thì bạn ấy chia sẻ, hiệp gà chúng ta chia sẻ chính là ủi vào cái chỗ nào có nhiều cái trụ wizard trước. Đấy, cứ đầu tư cho Golem mới wish ăn mấy cái trụ wizard trước, còn bầy rơi nó sẽ lo sau. Và Inferno một tia thì không phải sắn nữa rồi, sẽ ủi toàn bộ luôn. Đấy, xe phóng gỗ cứ vậy là mở đường để thông vào thôi. Cực kỳ ghê luôn anh em. Đội quân sinh đẻ không có kế hoạch này. Các bạn có thể thấy là những cái trụ wizard 4 em nó xếp thành một hàng ở đây đã bị ủi bay rồi. Và khi cái trụ cuối đã sập thì bắt đầu rơi nó vô. Nó càn cho thì đừng có hỏi nữa. Ném đá ở trong lính hội thành nó vụt ra kìa, xếp kìa kìa. Rợp trời bầy rơi bay. Đóng băng vẫn đang còn tùm lum ở đây nữa chứ. Combo cực kỳ khỏe nhà chính ta hơn 10 luôn. Mấy hôm trước mình đã ra top 5 combo cực khỏe nhà chính ta hơn 10 rồi. Còn bạn nào mà chưa xem nhớ xem. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ duy nhất một combo hủy diệt cả clan luôn nha. Bạn đánh căng lắm. Đi tiếp cái nữa để tôi xem này. Rời nó mút cho thì thôi rồi luôn. Nói chung là 10 arc trong cái vua 10-10 này thì đúng một cái combo này xử lý toàn bộ luôn cho sếp. Ê, mình sẽ ra video tiếp đầy đủ cho anh em xem những trận đánh tiếp theo sau. Rồi, thoải mái luôn. Tiếp tục này, cho anh em để xem đủ thời gian mình làm 4-5 trận cho sếp xem. Đây top 2 nha. Lụm tiếp này. Đấy, vẫn là 3 golem, 12 wish với cả là 3 minion, 8 rơi các sếp nha. Đây này, cái chỗ này các bạn có thể thấy không, hai trụ wizard nằm rất gần ở đây. Ủi trước. Cái chỗ nào mà cứ nhiều wizard là ủi vào trước, không phải xoắn. Inferno một tia nhìn có vẻ khá là bất lực đối với combo này. Ở trong trận này thủ nhà bằng lava, Witch nó bắn cũng nhanh lắm. Rồi, không cần ôm bom phá tường luôn. Đội quân cứ vậy là ủi. Thế nó mới chiến chứ. Đây, tiếp tục này. Lực lượng xe phóng gỗ nó đã mở rất đông rồi. Đấy, bật gồng kinh. Chờ một chút xíu. Vẫn đang còn đồ chơi. Ném đá này. Bầy rơi sẽ thả ở bên góc hướng 12 giờ đổ về. Bịt trụ wizard lại đã. Đấy. Bay màu luôn. Bầy rơi nó thổi bay màu luôn các sếp ạ. Gắt thật sự chứ. Từng này wish cơ mà. Này, chiến đấu với Inferno một tia kìa. Ui. Đỡ kiểu gì. Một chọi một đống thì làm sao mà đỡ được. Bắt đầu đóng băng trụ wizard nữa. Đấy. Một combo cực kỳ hay nha. Go wizard. Đấy, anh em nào mà chưa áp dụng cái combo này thì ngay xài ngay thôi. Tuyệt vời. Đấy, cứ như thế này là uy tín rồi. Lại phải lia một trận này còn lia easy nữa chứ. Ngon cơm ạ. Tiếp đến nhà số 3 cho anh em xem này. Đây. Bây giờ nha, ở phía dưới này có hai trụ này. Nhưng bạn ấy tấn công với mặt bên hướng 3 giờ và 12 giờ. Cứ vậy là lu thôi. Có luôn. Các bạn có thể thấy là bạn ấy đang điều hướng cho cái xe phóng gỗ nó lu vào cái em này này. Lu vào em wizard này. Đấy 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 đấy. Lệch lệch nó lu đấy. Rồi tới công chuyện này. Lượm hết. Đó, trụ wizard bay màu bớt rồi đấy. À, anh em thả xe cũng phải lưu ý những tình huống như thế này nha. Nó rất nhỏ thôi, nhưng mà ảnh hưởng cực lớn đến cục thi đấu, cục diện trận đấu đấy. Em Queen lại vào đây mút được em này nữa. Lại một cái nữa đây này. Wizard này cũng sắp bay màu rồi. Trận này nó lại uy tín nữa. Vì đã đánh 10 bay đều cái đúng một combo này thôi mà. Bay màu sạch trơn luôn. Rồi này. Còn đúng một trụ wizard. Queen nó cũng bắt được cơ. Trận này để xem chấp bao nhiêu spell đây.
À bass bèo vô rồi. Ê, 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 bịt không, bịt không, bịt không, bịt không, bịt chứ chắc ăn mà. Ấy giời, trận này chấp hai băng rồi. Ấy giời khẹt. Quá ghê gớm. Vâng, mobile đánh thì thôi rồi các sếp ạ. Nhanh gọn nhẹ, lụng cái là sạch trơn luôn. Không còn gì giữa mâm nữa rồi. Rơi này, wish này. U là trời. Quá nhiều luôn, anh em thấy chưa? Combo hủy diệt đấy. Tiếp tục này. Nhà số 5 đi. Đây. Đây nữa này. Một trận đánh nữa. Và bây giờ bạn ấy lại đi góc dưới rồi. Không, đi ngang hông 3 giờ 12 giờ. Bên kia rồi bạn. Đây này, có hai cái wizard ở đây các xem này. Bạn này canh me bạn ủi hết. Nằm ngoài như thế này thì anh em mút nhanh lắm. Phải nhớ là mở tường xong thì bắt đầu cho King Queen vô nha. Đấy, King nó đi ra rồi đấy. Cắt bên đấy chưa xong mà. Bây giờ còn mỗi em Queen lọt khe vào trong thôi. Bên này thì Wizard nó đang trưởng cho mấy em Witch của chúng ta hẹo hẹo bớt. Mà nó mở tận thộc đến tận tường như thế này, nó còn thủng tiếp cả tường sang về phía X-Bow. Úi trời, ba golem còn nguyên bạn ơi. Vâng, ném đá cứ vậy là vâng, thừa nước đụng ném đá thôi. Ném đá giấu tay là đây đấy. Golem đi trước còn ném đá vâng lả lướt theo sau như thế này cơ mà. Rồi bạn dùng Wish để thủ nhà với cả là Baby. Ba spell đã vô rồi. Còn đúng một trụ wizard ở đây nữa thôi. Đồng lắm. Cái đống này đồng lắm này. Bịt wizard. Ấy xài. Bạn ơi, vẫn còn bình đóng băng. Tiếp tục luôn à. Lụm xong air defense này. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Queen nó vẫn đang còn quá khỏe luôn. Gồng kinh ngày nữa là vầng tưng bừng hoa lá rồi. Đấy. Đây là một combo tuyệt vời cho anh em nha. Đánh vua tha hơn 10 thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Lụm cái êm xịt luôn. Một trận cuối cùng nữa đi. Nhà số 6 đi. Đây. Đây nữa cho anh em này. Đấy, làm mẫu có vài trận thế này thôi nha. 3 giờ 12 giờ nữa. Hai cái trụ này rồi lại thọt thôi. Rồi xe phóng lửa à, xe phóng gỗ đấy, nó ủi nó bắt Queen luôn này. Đấy, bắt Queen và bắt cả quản giáo à, bắt cả trụ quý giá luôn. Nhanh lắm. Trận này thủ nhà bằng lava. Bay ra sớm thì tớ còn chỉ xử lý tiếp. Wizard nó cứ bắt vào golem thì Wish nó tranh thủ nó lụm mất tiêu à. Gồng kinh khi ở đây là Inferno một tia này. Úi trời. Rồi luôn. Kinh sẽ bay màu trong tên này. Inferno một tia mà đâu có đùa được. Rồi. Rơi. Góc 6 giờ. Vào việc. Ném đá ăn xong cái Inferno một tia luôn rồi các bạn. Lava tầm này vẫn chưa nổ. Em Queen vào lụm nốt thêm một em này nữa. Trụ Wizard này nó cũng bay màu thôi. Trận này rồi rơi có vào nữa không sếp? Hay là không cần rơi luôn? Ồ, vãi trường. Lỡ ngớ xếp đánh không cần rơi không ạ? Chấp thế thì kinh rồi. Đánh mà chấp 11 spell như thế này thì kinh rồi. Có khả năng chấp thật kìa. Ơ đủ. Ghê đấy, ghê đấy. Ghê đấy, ghê đấy. Quá là ghê luôn. Ô bạn chấp thật. Tôi cũng chưa biết trận này đâu. Chấp 12 spell thật kìa. Ú là trời. Quá gắt luôn ạ. À. Đánh thế này thì kinh rồi. Vâng, combo hủy diệt cả clan mà chấp 12 spell. Wow. Không thể tin được. Quá ghê nhà các sếp nha. Anh em nào có những mẫu bay combo hay hay như thế này cứ nhắn tin vào fanpage chia sẻ nha. Các sếp nào có nhu cầu múc gem, múc vé vàng hoặc những cái gói ưu đãi trong cửa hàng mà anh em bị lỗ quốc gia cần tư vấn gì thì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình sẽ tư vấn đầy đủ. Các sếp nào tự múc được rồi anh em nhập mã Akari ủng hộ nha. Đây là cách anh em của tớ và Supercell sẽ người trả lương. Bye bye các sếp.